người đã quay trở lại với vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn coi là một ngày thường của mình như thế nào. Mình mới check email với lại coi hôm nay lớp mình học cái gì thì mình mới xong. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi tập thể dục với lại anh của mình. So yeah, let's go. Hello mọi người, mình mới tập xong. Hôm nay đông vãi lìm, kiểu đông vãi cho nên là mình không có mình ngại quay trong phòng gym cho nên mình chỉ quay được có mấy khúc thôi. Yeah, bây giờ mình sẽ đi chợ mua đồ ăn rồi xong mình về rồi mình chuẩn bị chiều nay đi học. Ok, theo chân mình nhé. Giờ mình sẽ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi là chiều còn đi học. Ok, hẹn gặp mọi người ở nhà nhé. Xíu rồi tầm 2:30 mình sẽ đi học. Yeah, hẹn gặp các bạn sau ít phút. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ đi học. Yeah, fuck. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ đi học. Ok, let's go. Ok, mình đã tới trường. Bây giờ mình sẽ đi vô trường để mình học. Right here. Mình sẽ học ở building A. Hôm nay mình sẽ học Music in Our Life. Môn chuẩn nhất thôi. Môn phụ thôi. Ok, let's go. Theo chân mình nào. Đi học thôi. Đi học. Ok, mình mới học xong. Giờ sẽ đi qua bên Zier để mua đồ ăn. Mua khoai tây tại hồi nãy đi chợ quên mua. Ok, thì mình mới học xong. Bây giờ mình sẽ qua Zier. Cái lớp này mình không có quay được nhiều tại vì thứ nhất là lớp hơi đông cho nên mình hơi ngại. Nhiều người nhìn quá. Với lại thứ hai nữa là cái lớp này kiểu yên tĩnh á, cho nên mình mà quay thì cũng sẽ kiểu sợ bị phiền, với lại nhiều nhạc quá cho nên bị sợ bị dính bản quyền.
Ok thôi thì cũng học xong rồi, sau một ngày đi học, học một lớp à. Giờ mình qua xe, mình đi mua đồ, mua khoai tây. Tối nay về làm súp bí đỏ ăn, hơi bị ngon. Ok, let's go. Nay đi chợ chỉ mua khoai tây về làm súp bí đỏ ăn. Đi làm mà trốn trong phòng là sao? Thấy không? Đi làm mà dùng điện thoại. Đang quay đấy hả? Đang quay được không? Quay sáng giờ. Đây là chị My. Đột nhập vào chỗ làm của người ta mà có cái gì mà lương chưa? Chưa đi chợ hả? Chưa. Thì đó anh nước phải loãng nhá. Tại sáng em bỏ nhiều nước mà. Ít nước mà chị có nhiều nhiều nước không? Tại sáng hôm nay em xay em xay nó đặc. Sáng nay rủ anh Phương đi mà anh Phương nói là bận rồi không đi đâu nên tự đi. Đây là chị My nè, chị My ở chung nhà. Đây. Ở chung nhà với mình. Có, chị ngày xưa. Chị cũng không bao giờ đeo cái màu đỏ này. Ngày xưa chị cũng đeo màu hồng thôi. Chị cũng chưa bao giờ đeo màu hồng luôn. Nói không đi. Hồi nhỏ chị còn đeo màu mè nữa. Thời em bé đeo kính búp bê Barbie. Mình sẽ ngồi đây chơi với chị My xíu rồi đi về. Chứ giờ về nhà chán lắm. Về nhà chả biết làm gì hết á. Cho nên ngồi đây chơi thôi. Ok, thì giờ mình ngồi đây mình chơi rồi có gì hẹn bọn mọi người ở nhà nhé. Đang tính nói hẹn gặp mọi người ở Việt Nam. Nhớ Việt Nam bãi. Nhưng mà anyway, hẹn gặp mọi người ở nhà. Bye.
Đấy là 1.000 của mình. Thì đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn đã xem vlog thứ hai của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ ngồi chơi game chung với bạn của mình và sau đó mình sẽ đi ngủ, kết thúc một ngày của mình như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn sau một cái vlog tiếp theo. Ok, bye bye.